Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow, dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay đúng quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều nè, ngủ nhiều nè, nên là bây giờ người em hơi thừa ký. Sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt. Ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia. Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú lên. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là ảnh mập, em không mường tượng được là ảnh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là mập, có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hả trời? Đỡ định quá nói, hả? Định nói điểm trừ Linh... mà nghe chỉ của anh. Dạ, Linh tính đúng rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Trời, cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cho anh cũng hơi mập đó. Dạ. Ha, anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết anh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Cực kỳ có ghét hút thuốc em. Luôn. Vâng. Thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một bạn gái, nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng. Về tính cách thì phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người. Về công việc thì không quan trọng.
Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga. Nó chính được không? Bạn gái này chuẩn, đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vậy là được, okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chừng cũng khoảng 2 dãy ghế đầu. Hai dãy ghế đầu? Dạ, khoảng 12 nhà. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình, thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người. Bạn đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay rồi đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng, dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt có gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có món quà đặc biệt hơn nữa, là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Vâng. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn và mình nhận ra nhiều chú heo nữa. Dạ. Em bỏ nó nãy giờ vậy đó mọi người. Dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nó nằm kia nó ấm đi em, để đây anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không, để ngoài nó mới lạnh. Em cũng có một món quà gửi cho anh. Dạ. Trời, tôi nghĩ là sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi, anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi, ok. Namaste. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào?
Thực ra ngoại hình của anh thì lúc đầu nghe anh Quỳnh nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm, nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi và anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Anh cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mà anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội, được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, cho tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vượt gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm, sẽ mãi chỉ trao cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm chàng trai. Tay vào nút bấm nè hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái? Vâng, cháu xin phép bác và hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép ạ? Đó, cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Là thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp ạ.